Thưa quý vị, vừa qua tại cung đường nghệ thuật thành phố Đà Lạt, hội thi biểu diễn thời trang hoa với chủ đề Hoa và Di sản nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 đã diễn ra. Hội thi quy tụ 138 thí sinh với 138 bộ trang phục thời trang hoa đặc sắc. Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt đến với bạn bè trong và ngoài nước, khẳng định vị thế của thành phố ngàn hoa là một điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn. Các thí sinh là đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại các trường trung học phổ thông, liên đội trung học cơ sở và trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Những trang phục có chất liệu đa dạng, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm. Các thí sinh trình diễn trên nền nhạc của ban tổ chức hội thi với bộ sưu tập gắn với nội dung chủ đề, kèm theo là phần thuyết trình về các bộ thời trang hoa đang trình diễn. Hội thi được tổ chức nhằm mục đích tạo sân chơi, giao lưu lành mạnh, bổ ích cho học sinh và đoàn viên thanh niên tại các trường học trên địa bàn thành phố. Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng và chào mừng các ngày lễ lớn. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đà Lạt 3 tháng 4 năm 1975, 3 tháng 4 năm 2025 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa đầy màu sắc, mà còn là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, của tuổi trẻ và của sự sáng tạo. Với chủ đề Hoa và Di sản, giúp mỗi người nhìn lại và lan tỏa những giá trị di sản văn hóa thiên nhiên mà thành phố Đà Lạt may mắn được thừa hưởng và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Festival năm 2024 không chỉ là lời mời gọi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của những loài hoa, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thiên nhiên quý giá.